Ok, hello, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming và Duy Khải chúc em buổi xem video vui vẻ em ơi. Với video này thì Khải thấy có một người rao bán 37 cái lệnh bài. Thì Khải cũng cố gắng mua để dành chuẩn bị đánh tiếp tục bắt 14 cho anh em xem. Nói chung là nghiện là dở rồi anh em à. Nói chung là trên kênh khá nhiều anh em thích đánh cái boss này nên là Khải cố gắng đánh cho anh em xem. Và anh em xem những cái video đánh boss thì đừng quên ủng hộ Khải một like, chia sẻ để Khải cố gắng có tinh thần động lực ra những cái bắt đánh boss tiếp theo nha anh em. Ok, lần này Khải mua 37 cái này mà, 37 cái nhưng mà giao dịch trước 32 cái với 32 cái đầu tiên là 6 kim 80 xu. 7 cái tiếp tục 5 cái sau giao dịch sau. Giao dịch một lần 30 mấy cái lần rồi nè. 32 cái trước. Hồi tính này, 32 mà nhân cho Khải mua với giá 190 thôi nè. Nhân cho 190. Đúng rồi, 6080. Rồi, chuẩn tiền này. Rồi giao dịch 5 cái sau. 5 cái tiếp là 5 là 190 nhân cho 5. 190 nhân cho 5 cái sẽ là 950. Đúng không? 5 nhân cho 190. Ok. Sẽ là 950 xu. Nói chung là anh em cứ việc ủng hộ thì Khải sẽ cố gắng ra nhiều bát sang bot cho anh em xem. Cứ vậy thôi anh em, nói chung là cứ được anh em ủng hộ Khải sẽ cố gắng cứ làm nhiều bát cho anh em xem. Rồi đủ chỗ không? Rồi 5 cái nữa đủ rồi. Như vậy. Đó, trong video này Khải chuẩn bị tinh thần lên bắt 14 anh em à. Chỉ việc đợi bắt 13 vừa rồi. Ui, hôm nay cho mình viên thị tinh nè. Chỉ đợi bắt 13 vừa rồi đạt 500 like. Bắt 13 vừa rồi Khải vừa up thì đạt 500 like thì Khải tiếp tục lên bắt 14 nha em. Ok, cảm ơn nha. Ui, hôm nay cho mình cái gì vậy? Cho mình một viên thị tinh anh em. Cảm ơn rất là nhiều. Nói chung là cũng khá nhiều anh em cũng Khải mua đồ, anh em cho Khải thêm đồ, nó cũng cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi ok, chung là ở video này thì Khải muốn khoe anh em một tí là Khải chuẩn bị lên tinh thần bắt 14 cho anh em thôi. Và anh em đừng quên xem bắt 13 hãy ủng hộ đặt 500 like, Khải sẽ tiếp tục lên bắt 14 nha anh em. Ok, bye anh em, chúc anh em một ngày mới vui vẻ.